Em xin chào toàn thể tất cả mọi người trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải bên em trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay em xin review và giới thiệu sơ qua về sản phẩm dàn cày 5 chảo phá lâm tầm trung, chuyên cày đất bãi hoặc là đất đồi thuộc cho các máy từ 50 đến 70 HP. Xin lỗi anh em hơi ho một chút bởi vì thời tiết miền Bắc đang thay đổi không khí. Thế nên là em có hơi dị ứng thời tiết một chút. Đấy, thì em giới thiệu qua về cái sản phẩm ngày hôm nay. Sản phẩm ngày hôm nay thì là dàn cày 5 chảo sử dụng lưỡi chảo của Ý, Made in Italia. Được thiết kế và chế tạo trên một bộ khung chữ A cơ bản quen thuộc, với hình thức là bắt kẹp 6 bồ lông. Dàn này thì được lên hình, dựng và đóng theo yêu cầu đặt hàng của anh khách ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Anh khách ở xa, rất là xa, nhưng mà đã tin tưởng sản phẩm của bên em từ tháng 2. Và trong khoảng tầm gần một tháng trời, vì bên em mải nên ngày hôm nay bắt đầu với hoàn thiện, cũng như là được tươm tất cái sản phẩm của anh. Và em cũng quay một đoạn video clip để cho anh được ngắm nghía, cũng như là anh nhìn thấy sản phẩm của mình sau gần một tháng rồi chờ đợi. Em báo giá công khai cho anh em luôn, sản phẩm này thì em đang đóng cho anh ấy với giá thành là bao vận chuyển Bắc Nam 19.500.000, trong đó 18.500.000 là giá trị tiền hàng, còn 1.000.000 là tiền vận chuyển. Đi theo dàn cày này thì toàn bộ phụ kiện trên cày em đáp đủ, cộng với lại chốt chiếc các thứ đầy đủ theo cày, anh về chỉ việc xỏ chốt vào và chạy thôi. Đấy. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip của em. Xin kính chúc toàn thể bà con cũng như anh em một vụ mùa bội thu, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip lần sau. Bà con theo dõi trang của em, hãy cho em một tim một like và hãy bấm đăng ký để ủng hộ cho em trong các video tiếp theo, cũng như là sản phẩm của em ngày càng lớn mạnh và phát triển. Xin chân thành cảm ơn.